Hello, spring. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Trúc. Tài trợ cho chương trình hôm nay là một ly latte nóng. Mọi người thấy cái ly này không? Cái ly này á là một lần mình có ghé một cái cửa hàng anime ở trong thành phố, nó bán với giá siêu chát luôn. Mình nghĩ là tầm 40 đô, đổi ra khoảng cỡ đó. Và dĩ nhiên mình không mua trong đó nha. Cái này là Shopee tài trợ. Cảm ơn Shopee. Phải thú thật là có một thời gian á, mình siêu nghiện Shopee luôn. Mình mua nhiều đến mức không có lối để vào nhà. Nếu như chất hết những cái đồ Shopee đó ở đó mà mình không chịu khui là sẽ không có lối để vào nhà. Thời gian nó đã qua rồi, mừng quá. À, cho 5 giây giới thiệu sản phẩm. Đây là áo của bạn mình tặng và bạn mình đã làm áo này. Nếu ai thích thì comment ở dưới nha. Mình có thể đưa thông tin liên lạc. Như mọi người đã thấy cái clip hồi nãy mà mọi người vừa coi á, là về chuyến đi mùa đông và mùa xuân của mình. Thì mình còn nhớ là lúc mà mình đến cái toa tàu á, mình đến sân ga, mình nhìn lên cái toa tàu á, thì mình nhìn thấy cái dòng chữ là một trong những hành trình đẹp nhất thế giới. Và nó đúng như vậy, quảng cáo không hề sai, bởi vì nó thật sự rất rất đẹp. Kể cả những người họ sanh ra, họ lớn lên ở đây, họ vẫn cảm thấy là nó quá đẹp. Mục đích quay của mình á, cái video chất lượng nó không được tốt, bởi vì cái mục đích quay của mình nó không hề cao cả. Lúc đó mình quay bằng điện thoại và mình muốn á, là mình gửi về cho những đứa bạn thân của mình ở Việt Nam á. Mình muốn nói với tụi nó là cảnh rất là đẹp và mình muốn dụ dỗ tụi nó phải kéo vali qua đây đi du lịch với mình. Tiếp theo, con mồi tiếp theo của mình đó là anh chị mình. Anh chị của mình siêu sợ lạnh và cứ suốt ngày đi những nơi như Tây Ban Nha hay là đi mấy cái đảo Bắc Phi á, xong rồi tắm nắng ở đó thôi. Và mình cứ dụ dỗ mãi, mình nói là yên tâm đi, mùa đông nó có đồ của mùa đông. Nếu như mình mặc những cái đồ len mà đồ giữ nhiệt á, thì chắc chắn mình sẽ không có bị lạnh. Mặc dù mình sẽ không thể ở ngoài trời lâu như mùa hè được, nhưng mà không đến nỗi, bởi vì nó rất đẹp và đáng để trải nghiệm. À, cái bầu trời á, mình nhớ nhất là cái bầu trời. Mình không hiểu là do vị trí địa lý của Na Uy hay như thế nào, nhưng mà bầu trời trong suốt và xung quanh thì có núi tuyết, tuyết trắng xóa, bầu trời rất là trong, không gợn mây, và có màu xanh, sau đó là sẽ có ánh sáng màu hồng. Ánh sáng màu hồng nhìn rất là vi diệu, kiểu như nhìn nó y như là mấy cái screensaver ở trên YouTube ấy, chứ nhìn nó không có thật. Nhìn đẹp lắm. Thật là khó tả ha, giống như mình là tả cái hoa này. Mọi người có thể nhìn thấy màu của nó, rồi mình có thể chụp hình quay phim diễn tả nó như thế nào, nhưng mà về mùi hương thì mọi người sẽ không thể nào cảm nhận được. Cho nên mọi người hãy qua đây đi, hãy trải nghiệm thử.
Và mình hy vọng là sau cái clip này á, thì mình không chỉ dụ dỗ được những đứa bạn hay là anh chị mình mà sẽ còn nhiều người nữa. Hoa nhựa nha. Bởi vì là cảnh quá đẹp, mình đã quyết định là mình sẽ trở lại vào mùa xuân. Thì khi mà đi lên chuyến mùa xuân á, thì khi mà mình đi ngang đường cùng một chuyến đi, cùng một hành trình, à mình quên mất cái hành trình là mình ở Bergen, và cái hành trình nó đi Oslo, nó tầm khoảng 700 cây, nhưng mà các bạn có thể lựa được những cái hành trình ngắn hơn, giống như là trên cái đoạn đường dài 700 cây đó thì mình có nhiều cái điểm dừng chân khác nhau và mình có thể mua vé đến những cái điểm đó. Thì mình thấy nó hoàn toàn khác luôn. Cùng một hành trình nhưng mà cảnh vật hai bên hoàn toàn khác biệt. Bởi vì mùa đông là sông nó đóng băng rồi, còn mùa xuân thì nước nó êm đềm mà nó chảy, mà nó kiểu nó không gợn bóng, rồi trời thì trong xanh, rồi nước thì in bóng những cái cây xuống nữa. Đẹp lắm, y như là đến kiểu tiên cảnh vậy á, rất là đẹp. Còn mình nghĩ là ai á mà ở Việt Nam mình á mà thích đi du lịch mà đi nhiều á là mấy cái khách sạn sang chảnh huy hoàng tráng lệ là ở hết rồi. Bởi vì châu Á mình nó phát triển về cơ sở hạ tầng sâu, cho nên là nó xây dựng theo một kiến trúc hiện đại khác. Còn ở đây á, cái khách sạn mà mình ở nó là một cái lâu đài cổ hay cũ, xây thế kỷ khoảng 18-19 gì đó, mình không nhớ chắc. Nhưng mà khi mà mình bước vào đó thì mình biết rõ là hoàng tử, công chúa, những người mà thế hệ rất là xa xưa đã từng ở đây và họ không có thay đổi nhiều. Cái cảm giác nó lạ lắm. Khi mà đi du lịch á, ngoài là thưởng thức cảnh vật, món ăn ra thì mình nghĩ cái mà động lại nhiều nhất ở trong mỗi người đó là cái cảm giác lúc đó. Cái cảm giác lâng lâng giống như là nó hay ho. Mặc dù một cái phòng rất là căn bản mà mình có thể tìm thấy ở bất kỳ một cái khách sạn nào 3 sao ở Việt Nam cũng có, nhưng mà giá nó không hề căn bản cho một đêm nha. Khi mà nhắc đến Đan Mạch, Phần Lan hay Na Uy á, là mọi người nghe thấy nó mắc lắm. Đi chi phí ăn ở gì cũng mắc hết trơn á. Thụy Điển thì mình nghe nói, mình không ở đó nhưng mình nghe nói là giá nó đỡ hơn một chút. Nhưng mà mình nghĩ là nó xứng đáng để mình bỏ tiền ra đi, bởi vì cảnh rất rất đẹp, tuyệt đẹp luôn. Còn về cái ẩm thực hả? Ẩm thực thì mình nghĩ nó không phải gu của mình nên mình không cảm thấy nó ngon. Nói vậy cũng không được, tại vì mình biết là sớm hay muộn thì sẽ những đứa bạn của mình nó cũng sẽ phát hiện ra kênh YouTube của mình thôi. Mình không xài Facebook nhưng mà tụi nó cũng sẽ lần mò ra thôi. Và nó sẽ hỏi là tại sao mày không thấy ngon mà mày lại lên ký nhiều như vậy. Bây giờ mình sẽ đưa ra cho mọi người xem cái mà mình thấy ngon ở đây nha. Đây. Dạ đây. À, đây gọi là brown cheese, gọi là phô mai nâu, là cái thứ mà mình thấy ngon nhất ở đây mà mình bị ghiền với kem nữa. Mỗi lần mà mình ăn bánh mì mình nướng lên xong mình cắt một lát mình chét lên ăn kiểu gây nghiện luôn á. Mình thấy rất là ngon. Mình nghĩ là đến mùa thu này, khi mà cảnh vật thiên nhiên nó thay đổi, khi mà lá vàng hết á, thì mình sẽ quay trở lại chuyến tàu đó một lần nữa và sẽ đầu tư một cái camera đàng hoàng để quay video chất lượng hơn. Nãy giờ mình đưa clip, hình ảnh rồi dụ dỗ mọi người các thứ. Thôi mọi người suy nghĩ về kế hoạch đi du lịch nha. Hẹn gặp mọi người ở vlog khác.